Where, Mama? Mama is in the back. What Mama do in the back? She wants to cook for chicken food. Chicken have rice, those boy right there here, you. Mama? Sao sao khô lột? Ai có mấy cái cơ. Thôi đó coi. You know bye. Chị đến đồ off on the bush. Yo, give me your clothes. Mi cái đi. Anh quay lại. Ý mua hàng vô. À yeah, it's okay. Close it, mama. If I have a rug. Get up. You're going to be good. Move the chin. Sousa. Catch you guys. Okay. Open that bag. Sousa, I'll wear my new slipper. Oi, that guy. How are you? Why are you crying? Huh? Why are you crying? Huh? Oi, oi, San San. A little. Uh-huh. How are you? How far? How are you, Dada? Ê, cái bé này là mái tóc Dada giống như ông bà cạp nè, kiểu như bẩm sinh luôn nha. Từ nhỏ sinh ra là nó đã xoắn như vậy rồi đó. Auntie, how are you? I'm fine, my darling wife. What a jolly. How are you too? It's getting better. Getting better now? Yes. Thank God. It's getting better. Now for here. It's still sour, poor. Abi, you put the hot water. Mama rub you hot water? No. You never rub on anything. You're welcome. Omo opo oke o ya gba pa na tetanus ne. Ata ya mo gbe ni. Ola ola wi. O za kale pa mba si aje. Tuwa se ni ne ba wi ya ba na ni. Tuwa ri wa ngota na o gbe si I want to cook a sora. Auntie, good evening. Good evening. What are you doing? Wait, hello, Mama. I will prepare oha soup. Me too hungry, never chop chin. Why that gari yellow? This? This is not gari. It's a plantain. Plantain? We'll cook it after we pound it. Do sợ gì bị tăng đường đó, cho nên là ưu tiên cho gì ăn bột chuối hay gì ăn bột mì. Tưởng gì chứ chuối trái quả ông cạp đầy, gì mà có ăn cả năm cũng không hết. Mamo, him never injection today. Him supposed to go injection. If he eat, he go take injection. Mamo, I don't.
Boy, oh boy. How are you? Good evening. Good evening. This time we feel not your pocket. Auntie, good evening. Good evening. How are you? I'm thank fine. You. And you? I'm fine, ma. Dì áo xanh này là bạn đồng nghiệp của dì bị gãy chân này nè, chứ không phải là chị em ruột hen, kiểu qua thăm vậy thôi. Từ hồi mà dì bị cái chân gì là dì ở nhà lão Phật gia suốt luôn, để có chị em rồi chăm sóc. Mosquito. Some need to open the thing when they put up. Dichi need to clean them and tie another one. Another hand. Every day. But the habitual no change from. Now we go change from. He no go now. Huh? No, yesterday we come, they no change, they send a 4 day. If we reach there this morning. We will change them. Or even we buy it, I can change them too. It's very easy now. Khán giả nói là mỗi ngày là phải thay băng một lần á, mà hồi hôm qua tới giờ là chiến tranh lạnh cho nên là mình nhiễm bỏ luôn, không thèm quan tâm luôn. Nhiễm sao tự nhiên cái lên cân ghen ngang xương vậy đó, không cho Talin vô nhà, không có được nhờ vả Talin nữa. Ủa mắt diện Talin có chút xíu vậy, từ đó giờ coi như em út trong nhà mà giờ vậy đó. Thì thôi mình cũng không quan tâm tới, bỏ luôn. Sáng giờ cái làm đúng, không thèm ăn cơm, không thèm chích thuốc đồ này kia, xách xe chạy nghiêng vòng vòng như ngựa hỏi về cái nằm rên hừ. Điện lão Phật gia qua bốc về bên đây đó, chứ nằm lát nữa coi chừng rên bể nhà luôn. Ta nói cưng dữ lắm, làm hai món khoái khẩu nhất của con trai cưng mà súp rau rừng với cọ hầm nữa. Đây là một cái loại cá khô đặc sản của châu Phi đó mọi người. Em thì nghe đồn là cá mập, không biết có phải cá mập không, kiểu người ta bắt ở ngoài biển xong người ta phơi khô như vậy nè. Sa bulia do na ebe sa hancha busisi anya. Tôi là tôi nể lão Phật gia nấu cực khổ tôi mới ăn chung á, chứ nói thiệt các em là em không có muốn nhìn mặt ổng luôn á. Những cái lúc nào mà dễ thương thôi không thấy hen, chứ mấy cái lúc mà nổi cơn khùng khùng lên á hả, trời ơi tao nói không muốn lại gần luôn á. Cà chua phơ mà. Auntie, how you eat? I will eat now, my own is there. Okay. My own is there. Yeah. It's sweet. Mama and mommy, ma who cook bass? Mama. Mama and daddy, who cook bass? The same. Talk very true, Aga. Yeah. Mama and dada who cook bass?
Mẹ là mẹ còn năn nỉ điều này kia là được nước làm tới rồi đó, nói trọng trọng với em thiệt, gặp em là em bỏ luôn. Là mà nói thật là em bỏ luôn rồi đó. Mà quá đừng kia đòi về, đừng kia đòi về. Ở mặt nó đi. À nhà nhà, kia kia nhà. Kia thì cái bộ bệnh kia nhà, phải cái kia đòi lên đi tới. Đến đó nhà nó phải, chỗ này kia vô quý nhà. You go drink your medicine this night. Him know what he do, how I know. Kia ở đây mi phân nhà. Ở đâu bọn, bê bê mà mô lại đi ask. Ở giờ mi phân chỗ nhà. Take time mom. Ở nhà này nhà cô. Bọc bọc lẻo xin ở nhà ông đó. Bọc 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 bọc. Bọc 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 bọc. I was the most young with that. If you are going to have a good one, if I can't see people now, group two of them now. Take time more. Oh, yeah, 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 oh, where is their husband? He did. Where is the mother? Oh, oh. Mother, my mother. Good evening, everybody. Good. Oh, I'm for the camera. Good evening, sir. Oh. I wish him now you have been late. Where are you at? Okay, I'm not here. Sit down. Bác này giống như hồi trẻ thì làm y tá, xong rồi lớn tuổi về mở ở nhà kiểu như là bà mụ giường vậy đó. Do đi tới đi lui bệnh viện xa quá cho nên là mẹ nhím xin thuốc về để mình tự mình tiêm. Thế là mình mang đến những người y tá đây này kia người ta tiêm cho. Mà do ông Cạp ổng chảnh trẻ tới giờ tới thui không còn chỗ nào mở cửa, thành ra là phải tới nhờ cái bác này. Thật sự cái bác này làm mẹ nhím cũng yên tâm. Mẹ nhiễm thấy ở bệnh viện thì một hộp như thế này người ta chia làm hai. Người ta một phần thì tiêm vô đùi, một phần thì người ta tiêm vô cái ven. Mà không hiểu sao cái bác này bác ấy tiêm hết luôn. Thì mình cũng có hỏi thì bác nói là không sao. Mình cũng lo mà không lẽ mình cãi cũng không được. Ở châu Phi thì cái chuyện tiêm nhầm thuốc, sốc thuốc đồ này kia là xảy ra như ăn cơm bữa. Thậm chí là hôm bữa mẹ nhiễm có kể đó, mẹ nhiễm đi ra ngoài rẫy cái bị con gì cắn lên đầu, có một vết vậy thôi mà đi tới bệnh viện tiêm thuốc làm sao, về tưởng đâu ngẫm cứu tỏi. Cũng may là trời Phật thương là cấp cứu kịp thời, không thôi là xong phim luôn. Không phải là mình chê bai hen, nhưng mà kiểu bác cũng lớn tuổi rồi đó, mắt hơi mờ đó. Thành ra là mình lo thì cứ cố gắng rọi đèn cho sáng để bác ấy làm. Ở đây thì không có điện đâu, tầm 12 giờ đêm mới bắt đầu có điện. Cái gì là cũng xài điện pin thôi. Lấy mẹ pin. Oh, I'm not sure. Oh, no.
Phần thì do ông cạp ổng tăng động quá, phần thì kiểu nó bị dính bụi bẩn đồ thấy nhìn dơ á. Nhớ khán giả nhà mình nói là mỗi ngày phải thay, thành ra em cũng không yên tâm. Mà kiểu bác này nói là phải để như vậy, không biết là tại bác ấy không thấy đường thay hay là bác ấy không có thuốc sẵn ở đây. Thì mẹ Nhiếm tính rằng lát nữa mẹ Nhiếm về mẹ Nhiếm sẽ tự làm. Mà em nói thiệt, các cái việc mà tiêm thuốc cái bác này làm cho ông cạp nè, là bản thân em có thể làm cho ông cạp được luôn. Thấy cũng đơn giản lắm, cái ven của ông cạp bự dữ lắm, xỉa vô cái là được à. Nhưng mà thấy ông kiểu như bác không thấy đường á, ông bả lò mò mình cũng ngứa ngáy. Người châu Phi có kỹ năng kẹp đèn pin rất là thành thạo. Người ta làm gì ban đêm là người ta kẹp cái đèn pin vô cổ hen, hoặc là người ta kẹp vô miệng cái là người ta làm phà phà luôn vậy đó. Kiểu như thích nghi với cái vụ không có điện rồi. Mà nói thiệt á, em quay cái điện thoại mờ mờ vậy mà nhà mình thấy cái ven còn nổi lên hen. Mà bác ấy không có thấy. Nãy giờ xỉa muốn banh cái tay bên kia luôn là không có ven, cho nên là mới qua tay bên này nè. Ổng là ổng khoái cái vụ rờ rờ chạm chạm vậy nè, nằm lát coi chừng phê là ngủ luôn á. Còn tôi là tôi được ôm hận cái vụ sáng giờ ghen. Tao nói nhiều khi á thiệt á, ổng nói mà mình cũng tức hen, mà tức quá thành ra mình mắc cười luôn á. Cái vụ ví dụ như là ghen mà nó không có căn cứ gì hết trơn á, mắc cười lắm. Em là tuy không có kiến thức trình độ gì hết, nhưng mà được cái mình làm bên Mai đó, thành ra là cái gì cũng tỉ mỉ tằn mằn, làm cũng nhẹ nhẹ, thành ra sợ ổng đau này kia. Chứ còn bác sĩ y tá ở đây thì chỉ mang cái mát vậy thôi, chứ nhiều người vô làm chụp giật. Tao nói hả, mình nhìn mình cũng xót ruột luôn. Nhất là mấy lúc mà ông Út với ông Đu Đu đi bệnh viện á, lấy ven mà lấy chừng 20 lần vậy đó, không có dính được cái nào. Only bag of wife. Im ở bên nhà tao, ông nghĩ hơn nhiều chuyện chứ nè. Anh giờ nghe mẹ giảng đạo mấy chị im á, chứ hồi nãy cũng còn giận giận lắm nha. Bữa nay ngủ lại nhà lão vật gia luôn cho mẹ yên tâm, có mẹ chăm sóc cho ổng mình cũng khỏe. Hẹn gặp nhà mình ở tập sau hen. Bữa khán giả nói là quay lão vật gia nhiều nhiều vô khoái lão vật gia đó. À, ngày mai mẹ Nhiếm sẽ quay cả ngày luôn.